xin chào tất cả mọi người hôm nay chia sẻ cho mọi người cách để phòng và chữa thối nhũn nhá thì bây giờ như này các bạn cứ khi mà nó bị thối nhũn rồi thì các bạn mới hỏi thực chất ra thối rồi ấy mình nói thật luôn không chữa được đâu nó thối mà nó vàng ra rồi nó nhũn ra rồi các bạn mới hỏi thì lúc đấy chỉ có cắt vứt đi thôi cắt cái chỗ thối đấy vứt đi thôi mà cắt thậm chí còn cắt sâu vào ấy à, bây giờ như này đây ví dụ cái trường hợp cái cây này này nó bị có sen ăn này sen ăn như này Đấy mình quay gần lại cho các bạn xem Đấy xe nó ăn Các bạn phải phát hiện ra nhé Nếu mà không phát hiện ra ấy, Nó bị thối Nó bị nhiễm khuẩn Nhất là như mấy hôm nay mưa như thế này này Nó nhiễm khuẩn Thời tiết nó đang lồm ẩm Miền Bắc ấy. Miền Nam thì mình không nói Miền Bắc thôi Đây là một trường hợp là bị có xe nó ăn Thì tại sao nó lại bị nhiễm khuẩn Cái trời lồm ẩm ướt như thế này nước mưa vào thì nó nhiễm khuẩn Cái trường hợp các bạn phát hiện sớm ra như thế này Nhặt treo vào trong máy hiên ấy Cho nó khô cái vết đấy lại thì cây đấy nó không bị thối đấy chỉ có cách đấy thôi chứ còn ví dụ các bạn để thối ra rồi nó nhũn rồi nó bóp vào nước vàng nó chảy ra chỉ có cắt vứt đi thôi không cứu được nhiều bạn cứ bảo có thuốc gì phun cho nó hết thối nhũn không nó thối rồi thì không cứu được một trường hợp nữa là con ruồi vàng nó đốt con ruồi vàng nó đốt thì các bạn phải hiểu này cái lá đang xanh về đây nhá ví dụ cái lá này nó đang xanh như này nó đốt vào hoặc là cái thân này cũng thế cái thân này các bạn đừng nghĩ là thân già nó không đốt nhá Vẫn đốt bình thường cái trường hợp nữa là cái thân này năm ngoái năm ngoái đấy cái thân này là năm ngoái được như thế này thì bây giờ nó chưa ra hoa thì cứ kệ nó vài bữa nó ra nhưng mà cái con ruồi vàng nó đốt vào nó bị thối thì mình phải cắt đi thôi chứ các bạn muốn giữ lại để chữa được cái vết thối của ruồi vàng đấy ấy? mình nói thật luôn các bạn đi hỏi chỗ khác thôi, mình chỉ có cắt làm gì có chuyện thối rồi thì không cứu được với lại một cái nữa là như thế này các bạn cứ bảo làm sao để nhìn thấy con ruồi vàng nó đốt ai biết được nó đốt lúc nào ở đâu mà ngồi canh các bạn có ngồi canh được để xem lúc nào con ruồi vàng nó đốt đâu mà cái vết của nó thì nhỏ hơn cả cái kim tiêm đấy thì các bạn có nhìn thấy không khi nó thối rồi các bạn mới phát hiện ra thôi lúc đấy các bạn mới hỏi có một anh ấy cái cây đen rô ấy nó bị thế bây giờ nó thối rồi thì chỉ có trường hợp là cắt cây phi điệp này ví dụ nó đốt vào chỗ này thì mình chỉ có nói thật ra là nếu mà ví dụ mình mà thấy nó đốt ấy thì may ra mới biết còn trường hợp nó thối rồi mình mới biết thôi con ruồi vàng nó đốt ai biết được nó đốt lúc nào đâu đúng không mà con ruồi vàng đốt thì 100% kiểu gì cũng thối đấy là cái trường hợp dẫn đến thối nhũn thôi còn các bạn hiểu như thế này này khi mà các bạn phòng ấy là các bạn không muốn nó rơi ở cái trường hợp bị thối chứ được các bạn đừng có nghĩ là phun thuốc vào nó sẽ khỏi được cái vết thối đấy không thể khỏi được đấy là hai trường hợp nhé một trường hợp nữa thì cái mùa này chưa bị đâu mùa này chưa mưa to đâu cái mùa này ấy chỉ bị trường hợp là con ruồi vàng này hoặc là con ốc sên này các bạn đừng nghĩ là con ốc sen nó cắn vào mầm nó mới thối nhá nó cắn vào rễ cũng thối cái rễ nó vẫn liền với cái cây mà nhiễm khuẩn là nó thối thôi khi mà nó thối ở cái rễ các bạn chưa nhìn thấy nhưng mà thối lên tới cái mầm rồi ấy, thì các bạn phát hiện ra đấy thì mình phải để ý con ốc sen nhất là mùa này là con ốc sen nhiều bạn hỏi là thế ốc sen nó cắn rồi thì làm gì thì đây <laughs> đây là cái chậu năm cánh trắng phú thọ của mình nhá đợt trước mình làm video các bạn ấy khi mà nó thối ấy cắt hết rễ đi mình thay chậu mới cái trường hợp không thay cũng được nhưng mà các bạn phải để ý nó lên cái mầm này có đốc sen nó mà cắn nữa cắn hết mầm gốc thì nó sẽ lên ở gần gốc nhưng mà mình thay chậu rồi thì làm gì có đốc sen giá thể mới thì không có thường thường là giá thể cũ mới bị thôi nhiều bạn thì hỏi tiếp là cắt đi như này cây nó có yếu không? thì tất nhiên nó yếu rồi nhưng mà bây giờ đấy chỉ có trường hợp nào một là các bạn phải ngồi canh con ốc sen thôi còn không cắt thì nó sẽ ăn tiếp cái mầm này thì sao các bạn có nhìn thấy các bạn có canh được suốt ngày suốt đêm không không đúng không? các bạn phun thuốc chắc gì nó đã hết? mình khẳng định luôn phun thuốc chưa chắc đã hết. cái con ốc sen nhỏ tí tí bằng cái bằng cái hạt gạo thôi nó cũng ăn hết mầm gốc được nếu chuyện bình thường. nên là cái trường hợp là thay ấy thì cắt sạch giá thể cũ đi cắt sạch dễ đi. mình trồng sang cây mới thì giá bây giờ nó lên này một này hai này ba ba thân ba mầm gốc. lại tiếp tục chăm sóc thôi. thì bây giờ cái này là cái thân mẹ đẻ ra cái thân con. cái thân này nó chưa ra hoa thì cứ kệ nó. Nhưng nhiều bạn cứ hỏi Ôi, cắt cái thân này đi thế các bạn không muốn chơi hoa mà cắt đi khi nào nó ra hoa xong nhá cái mầm này nó khỏe này cái mầm này nó lên tầm tầm này thì mình cắt cái thân này đi để làm gì một là ương kỳ hai là nó ra hết hoa rồi thì thôi nhưng mà kiểu gì kiểu từ đoạn này lên tới đoạn này ương kỳ được vì nó không ra hoa được phi điệp thì cái, cái tầm này thì không ra hoa được nhưng mà bây giờ chưa cắt nhá nên là các bạn xem các bạn phải hiểu đi chứ đừng có lúc nào cũng hỏi mình anh ơi bây giờ cắt này được không cắt cái này được không cái cây của các bạn ấy nó khỏe hay không ấy nó còn phụ thuộc vào cái thân mẹ nó nuôi bây giờ nó chưa có dễ là một này cái thân này nó đang nuôi ngược lại cái mầm gốc này khi nào cái mầm gốc này ra dễ hút được dinh dưỡng thì nó mới nuôi ngược lại cái thân này đấy nên là chưa ra hoa thì cứ đừng có vội bây giờ nó chưa ra hoa nói chuyện bình thường mà vài bữa nữa nó ra bây giờ các bạn cứ thấy người khác ra hoa là cây của các bạn phải giả trong vườn của mình có cây ra rồi cây chưa ra này chuyện bình thường mà nên là các bạn xem là các bạn còn không muốn xem nữa thì ai có thể ngồi giải thích cho các bạn viết cho các bạn đến một nghìn từ để giải thích cho các bạn bây giờ mà nhắn tin bảo các bạn xem thì các bạn lại bảo là biết thế không không thèm hỏi đấy mình chỉ có làm được đến như vậy thôi còn các bạn muốn tốt hơn thì các bạn có thể đi hỏi người khác đã giải thích rồi có nghĩa là sau một năm mình chăm sóc được cái thân này thì bây giờ cái thân này này vài bữa nữa nó ra lụm ra hoa nhưng mà hiện tại bây giờ ấy, nó đang chút dinh dưỡng lại cái dinh dưỡng ở cái thân này nó rồn lại nó nuôi mầm gốc này mầm gốc này lớn lên ra rễ thì cái rễ đấy nó hút được dinh dưỡng nó lại nuôi ngược lại cái thân này thì khi đấy mình cắt cái thân này ra mình làm ki nó sẽ lên ki ở cái đoạn từ đây xuống nếu mà phi điệp từ tầm này xuống là sẽ lên được ki còn tầm này đổ lên nó sẽ ra hoa cái việc ra hoa nhiều hay ra hoa ít nó còn phụ thuộc vào cái vườn của bạn đủ nắng đủ gió và chăm sóc nhưng mà dài cỡ này thì kiểu gì cũng ra hoa trầm tầm này thì kiểu gì cũng ra hoa đừng nóng vội đấy nếu mà các bạn chơi lan mà các bạn cứ vội vội vàng vàng như thế thì mình cũng không biết giải thích các bạn như thế nào cái trường hợp nữa là như này nhá nếu mà các bạn muốn ưa kỳ thì phải xác định từ năm ngoái rồi chứ bây giờ nó như này rồi các bạn bỏ cắt ra mình cũng không dám khẳng định với các bạn là nó sẽ ra kỳ đâu trường hợp mà nó ra kỳ hay ra hoa ấy nó phụ thuộc vào cái cây này rồi cái điều kiện chăm sóc này cái khí hậu này chứ các bạn đừng có nghĩ là cứ cắt ra kích kỳ là nó ra kỳ kể cả bây giờ không cắt các bạn kích vào chưa chắc nó đã ra hoa chưa chắc đã ra kỳ nó ra hoa hay ra kỳ nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố chứ không phải là cứ đưa thuốc kích vào là nó ra hoa nên là các bạn hỏi những cái câu mình nhiều lúc mình chán không muốn trả lời chơi hoa lan mà cứ động tí kích 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 cái cây bằng này thì kiểu gì nó cũng có hoa đây là cây phi điểm còn cây trầm tầm này kiểu gì cũng có hoa thì mình có chia sẻ với nhá cây này cũng bị sen ăn ví dụ như cái mầm này ví dụ như ăn như này thì đối với cây này mình cứ để cho nó khô thì cái mầm này nó vẫn tiếp tục đi được vì nó chỉ ăn cái lá thôi nó chưa ăn mất cái cái tế bào cái ngọn bên trong còn nó ăn mất ngọn rồi thì làm sao nó sẽ ra cái mầm khác nên là các bạn đừng có đừng có vội cái trường hợp ví dụ cắt hết ra thay như này nhiều bạn thì cứ hỏi này Ôi, cắt hết dễ đây là thay như này ghép vào một cái khác như này nó có yếu không tất nhiên là nó yếu hơn rồi nhưng mà cái trường hợp làm sao nó nhiều sen quá thì phải thay thôi hoặc là cái trường hợp giá thể bẩn quá mục quá thì phải thay thôi cái này các bạn phải phải xem cái chậu của các bạn chứ các bạn cứ đi hỏi anh ơi bây giờ thay có có lên thay không? Có phải thay không? Mình có biết được cái chậu của các bạn sạch hay bẩn đâu. Mình biết được các bạn muốn thay hay không đâu. Bây giờ mình bảo ở ừ, thay đi. Nhưng mà các bạn thay các bạn không có kinh nghiệm. Xong rồi cây nó yếu, nó trột, nó hỏng. Các bạn này bảo tại ông Nam à? Đúng không? Cây nó đẹp thì các bạn có bảo tại ông Nam đâu. Cây nó hỏng thì các bạn quay ra các bạn bảo tại. Giống như nhiều người ấy, mình chia sẻ bôi cái khi cái vết cắt này ra bôi cái nhựa nha đam vào cho nó khô bao nhiêu người làm không sao một người thối cái quay ra bảo tại thằng nam nó bảo bôi cái đấy vào làm thối ô thế bây giờ thằng nam nó bảo bán nhà đi cũng bán à bây giờ mình xem để tham khảo thôi để cái kinh nghiệm của người khác có thể áp dụng được bao nhiêu phần trăm thì mình áp dụng thôi chứ bây giờ cứ đẹp thì không nói gì nhưng mà xấu cái hỏng cái quay ra đổ tại thằng nam thế bây giờ ví dụ các bạn làm kiếm được trăm tỷ các bạn có bảo tại thằng nam không có chia cho nó được một tỷ hay là một triệu không? không? có đâu đấy nên là các bạn xem tham khảo thôi đừng có đổ tại 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 mình cũng chẳng ngại cái vấn đề đổ tại đâu ông nào thích thì cứ lên mạng và bóc phốt thôi còn đối với những cái cây như này thì mình có bảo đấy ghép lại thì ghép chắc chắn là đừng để cho cái gốc lung lay là được còn cái thân này ví dụ như hoa này đúng không nó tàn rồi nó hết hoa rồi các bạn cắt vứt đi cái thân này nó ra được kỳ nào thì các bạn có thể cắt ra ghép ra chậu hoặc các bạn ghép tiếp vào đây này đấy đơn giản như vậy thôi phi điệp với trầm nó cũng chỉ như vậy thôi chả có gì khác cả cái mùa này ấy thì các bạn chỉ để ý con ốc sên thôi mỗi con ốc sên hoặc là con ruồi vàng đấy mình có chia sẻ đấy quan trọng nhất là phòng bệnh chứ không phải là chữa nó thối nhũ rồi không chữa được chỉ có phòng con ốc sên nó cắn cắn như này mà lại để nước mưa vào nữa là thối còn con ruồi vàng nó đốt ấy mình nói thật luôn không ai nhìn thấy đâu nếu mà bạn nào mà có thời gian ngồi 24 trên 24 canh ấy, thì may ra nhìn thấy thôi còn cái lúc nó đốt lúc nào nó có báo cho mình đâu mà nó có bảo là à làm ơi tao chuẩn bị tới đốt vườn nhà mày đấy chích những cái cây phi điệp của mày đấy làm gì có không có đâu nên là nó đốt thì nó cứ đốt thôi ví dụ nhá mình ví dụ nhá tại sao nó đốt cái thân già này cái con rủi vàng nó có phân biệt trong vườn bạn là thân già hay thân non nó gặp là nó đốt nó gặp là nó chích tôi đấy à, video mình chia sẻ như vậy thì các bạn để ý nhất là mùa này là con ốc sên là một nó mà ăn mầm gốc rồi thì các bạn cứ xách vào treo để cho cái vết mà nó cắn ấy nó khô lại đây ví dụ như những cái vết này nó khô lại một là tiếp tục nó đi ngọn tiếp nếu mà cây đấy còn ngọn hai là nó đẻ mầm khác thế thôi chứ bây giờ các bạn cứ động tí là kích 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 cái duy xanh vào nó lên rất nhiều rồi để làm gì rồi các bạn không chăm được thì nó hỏng thôi đấy đơn giản chỉ có như vậy thôi rồi xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau nhé